tốc độ mạng của Starlink tăng 38%. Nó đã đè bẹp dịch vụ băng thông rộng cố định ở nhiều nơi trên thế giới. Báo cáo vừa được công bố bởi cơ quan thử nghiệm mạng Okla cho thấy giá trị trung bình tốc độ tải xuống của vệ tinh Starlink đã tăng từ 65,72 MB trên dây vào cuối quý 1 năm ngoái lên 90,55 MB trên dây, tăng 38%. Theo khu vực, sự cải thiện của tốc độ Internet của người dùng Canada là đáng chú ý nhất từ 61,84 MB trên dây lên 97,40 MB trên dây. Lưu ý rằng, các giá trị trung bình được sử dụng ở đây đại diện cho tình hình thực tế của hầu hết người dùng. Tốc độ phổ biến của Starlink vượt quá 300 MB trên dây ở một số địa điểm. Kết quả đáng ngạc nhiên là ở Úc, New Zealand, Brazil, Mexico, Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Vương quốc Anh, thiệu suất Internet của Starlink vượt xa các nhà khai thác băng thông rộng có dây. Trên thực tế, Starlink đã vượt qua băng thông rộng trong hầu hết các khu vực phủ sóng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là có thể do sự gia tăng số lượng người dùng khiến tốc độ tải lên của Starlink đã giảm. Ngoài ra, dịch vụ Starlink vẫn còn đắt tiền. Gói tiêu chuẩn là 110 đô la Mỹ một tháng và chi phí 599 đô la Mỹ cho thiết bị thu. Gói cao cấp là 500 đô la Mỹ một tháng với băng thông cam kết là 350 MB trên giây. Ngày 30 tháng 6, theo giờ địa phương, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ đã cho phép SpaceX cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho các phương tiện giao thông đang hoạt động như máy bay, tàu và phương tiện, có nghĩa là SpaceX có thể cung cấp dịch vụ Internet di động cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Một bước quan trọng trong việc mở rộng hơn nữa các dịch vụ Starlink của SpaceX, Starlink là một mạng lưới vệ tinh gần quỹ đạo trái đất được xây dựng bởi SpaceX có thể cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao trên toàn thế giới. SpaceX đã phóng khoảng 2.700 vệ tinh Starlink với mức thuê bao cơ bản là 110 đô la Mỹ một tháng. SpaceX trước đó đã thông báo cho Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ rằng tính đến tháng 5 năm nay, dịch vụ Starlink đã có hơn 400.000 người dùng.